Chào mọi người nha, và hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi thăm Kiêng Chu, một cố đô xưa dưới thời Joseon của Hàn Quốc. Kiêng Chu nó mang một chủ trì đó rất là yên bình, gần gũi. Nhất nhỏ nhìn ngay những gì có lương và rất là nhiều lần đã qua đây rồi nhưng mà mình chưa bao giờ chạm nó cả. Cứ có thời gian thì lại là đi Kiêng Chu. Theo như mình cảm nhận, Kiêng Chu nó đẹp bốn mùa, xuân hạ thu đông. Mỗi mùa đều có một cái đặc trưng riêng. Cái chỗ mình đi đây được gọi là Hoa Ly Tân Kim, một cái khu được gọi là vừa du lịch, vừa ăn uống, vừa giải trí. Và kiến trúc chủ yếu ở đây thì Hán Mộc Mơ ơi. Trước đây thì mình đã đi Kiêng Chu ở chỗ này vào mùa xuân, chắc là mọi người cũng xem rồi. Thì hôm nay mình đi vào mùa hè, thời tiết khá là dịu, không nóng lắm, cây xanh nhựa mát, thêm nữa là có những cái bông hoa tường vi màu sắc rất đẹp. Nặng hơn cái ngày anh em mình đi hả? Nhưng mà mồ hôi một kế rào hết rồi. Chua. Anh mua rồi. Bố mua ở trên mua hàng Busan. Hôm nay em về là em đẹp nhất trong cái video luôn. Đi thẳng, cứ trượt mắt lắm. Mệt rồi hả? Tính bị Covid chứ tính à. Được. Không, đôi khi cũng có người. Không, cứ nói đi với anh gặp nhau. Ôi, em quá chụp lấy cây hông này nắm ơi. Đẹp này. Đi đường lên để anh quay đoạn đi.
chết đuôi dữ ra như thế này. Là một góc mà còn ở trên đây vậy. Đây, còn cái bí thắng này. Chưa? Bộ thì mình thuộc dạng là đứng đây. Đi 5 cây mà. Giờ hồi đặt đi dưới ha. Ôi, 5 cây mà cầm điện thoại mà quay giữa đường mà cứ đi liên tục rồi thế. Trời nắng nhá bạn. Mùa hè mà được là kiếm nhá. Bố đây có quang cảnh bữa hôm mình. Không có hoa à? Chụp cái đôi được 5 rồi. Đấy là mùa tuyến mà đẹp. Không, nhưng mà mùa thu thằng đẹp nhất là mùa đông, nếu như có tuyết là đẹp. 2021 có nhưng mà 2022 cũng có. Đàn này quái vô thì đẹp. Đánh mở qua xong nên về đó làm. Bây giờ hẳn làm chủ nhiệm có lẽ là mình vô nên dễ dàng hơn đúng không? Đẹp đi, cây lạp là phóng đẹp đi. Hàn kiểm đào của Nhật Bản, kiểm đào của Hàn Quốc đến khi hòa bình, Hàn Quốc yêu cầu Nhật Bản trả đào là trả liền. Đến nắng lên giảm. Đây này, nắm pia mày phô nắm. Mày ấn cũng đẹp. Súng. Ủa, cá đấy. Cái góc quen đẹp với thằng bố đó. Đẹp, đẹp với hai người.
Nam chúc biết người Việt mua quá chi phí quá. Mẹ sợ nó ngọt nó ngon đó nhờ. Đẹp đồ giờ anh đi ăn kem là ăn kem bò cáo, ăn kem bò cáo. Anh có đẹp đẹp lắm, anh mua được không? Đẹp lắm, đẹp. Một đoàn nào. Hai tờ kiêm chu cũng phải thắc mắc trầm trồ, chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp của những ngôi mộ Daewon, những khu mộ lạ hoàng gia của Hàn Quốc. Không không không, không không, không phải cái đó, đó là hai cái hoa anh đào. Cái mà cái bữa hôm hoa gì nhỉ? Mình khá là ngạc nhiên, tại vì những cái ngôi mộ này cũng có lịch sử lâu đời rồi, nhưng mà thật sự là to lớn và hùng vĩ. Không biết người ta đã mất bao nhiêu thời gian để tạo ra những cái kiệt tác như vậy. Cảm ơn quá nhân rồi. Khi vào khu này tham quan thì chúng ta chỉ mất 2.000 won cho một lượt vé đối với trẻ nhỏ. Còn người trưởng thành, người lớn thì là 3.000 won nha mọi người. Nó khá là rẻ. Vào đấy, ngoài chiêm nghiệm những cái kiến trúc cổ, những ngôi mộ hoàng gia, thì mình còn cảm giác được những cái không khí trong lành và gần gũi với thiên nhiên nhất. Chúng ta không còn xa lạ gì với cái văn hóa xếp hàng khi chụp hình của người Hàn nữa. Sang đây là rất là nhiều cái cảnh đẹp mà phải chờ hàng giờ mới được chụp một bức hình. Cho dù là mùa nào đi nữa thì mình thấy ở cái khu này vẫn rất là nhiều người thi nhau xếp hàng để chụp một bức hình đối với một cái cảnh chụp đi chụp lại hàng chục lần. Mình không thể chán. Năm này qua năm khác. Mình từng chứng kiến một hàng dài xếp hàng để chờ chụp hình với một cây hoa mộc lan ở giữa những khu mộ hoàng gia Kiêm Chu. Ăn 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 đủ qua được hai bên hay hả? Trước mặt mọi người là một hàng dài đang chờ chụp hình với cây hoa mộc lan ở giữa khu mộ hoàng gia Hàn Quốc. Cái việc xếp hàng này không có một quy tắc nào,
ở trong cái khu này cả, nhưng mà người ta vẫn có ý thức. Mình cảm thấy đây là một nét văn hóa cần phải học hỏi và đáng trân trọng. Đúng như kiến cỏ. Rồi dám mà ăn thôi. Hang hắn cho coi này. Arasa. Lên ngực cái chó cho con mà chơi chuyện nhau. Giờ mình sẽ đưa mọi người đi tham quan một khu công viên và một cây cầu nổi tiếng ở những trong bộ phim Hàn Quốc, nhất là những bộ phim cổ trang. Cái xe này mình có mượn được không? Xe sẵn ở năm đấy. Ở khu này thì người ta trồng rất là nhiều hoa. Bữa nay lại mua vé vốn. Mỗi mùa đều có những cái loài hoa khác biệt. Đó. Nhất là tháng 10 tới sẽ có cọ hồng, miêu linh thị khư. Một cái loài cọ rất là đẹp, rất là quyến rũ, mang một cái màu hồng đặc trưng. Ở trong cái khu này thì người ta sẽ đi xe đạp hoặc là đi bộ hoặc là đi theo một cái chiếc xe cái hình cái con trâu trộn hay cào cào gì đấy, mình cũng không rõ nữa. Và ở giữa khu này cũng có những con suối nhân tạo được chạy quanh năm, nghe đọc rất là thích. Mùa xuân này nó có nghe nhạc đúng không?
chơi 15 phút. Ở này Việt Nam mình đang tràn ngập ấy, có gì này. Về Kiêng Chu, mình cảm thấy sự yên bình, gần gũi giữa thiên nhiên và con người. Ở đây như mọi người thấy, những con vịt trời đang bơi giữa những cái dòng kênh như thế này. Nhưng mà thấy người nó không có bay nhé. Nó khá là giản, hay gọi một cách mỹ miều được gọi là thân thiện. Mình tự hỏi tụi này là đánh gán gì đó. Em chụp từ đây ra xuống nó đẹp không? Nó không lên lên cái đoạn này đây này. Ôi, Nam ơi, đi xuống ngủ lá đây chút đẹp này. Ở phía trước mặt mọi người là một cánh đồng lau. Và ở Việt Nam chúng ta không còn quá xa lạ gì với những cái loài vật phẩm rau củ quả như thế này. Nhưng sang Hàn Quốc lại có một cái nhìn rất là khác. Tại vì cái cách trồng của họ nó tạo ra sự mới mẻ, làm cho mình phải trầm trồ. À, tại sao người ta nghĩ ra được những cái ý tưởng như vậy? Trong khi đó ở quê mình nó nhan nhản mà mình lại không có một cái idea nào như thế. Nhưng mọi người thấy những quả bí ngô người ta trồng ở trên cao tạo ra một cái cọng vòm vừa mát vừa đẹp. Hay những cánh đồng lau như thế này ở quê mình nó nhan nhản, nhưng khi sang Hàn Quốc nó trở nên tuyệt đẹp và lung linh. Vào mùa hè ở Hàn Quốc cũng rất là nhiều hoa, chứ không chỉ mùa xuân. Mà mùa hè có những cái loài hoa đặc trưng riêng biệt, mùa xuân sẽ có những cái màu riêng biệt nên tạo ra một cái bức tranh đa màu sắc, làm cho chúng ta khó mà cưỡng lại được, nhất là những cái bản thiết selfie chụp hình. Những cái loài tím tím như thế này chỉ là những cái bông hoa dài ven đường thôi, nhưng mà khi chúng kết hợp giữa những cái khung cảnh như thế này thì trở nên lung linh. Con người chúng ta cũng giống như đàn ông, cứ thấy hoa là bu thời, thấy cảnh đẹp là nhảy vào. Và cho dù thích cuộc sống ồn ào của phố xá nhiều đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta lại luôn muốn tìm về những cái nơi yên tĩnh, yên bình, gần thiên nhiên nhất. Tại vì chúng ta sinh ra từ thiên nhiên. Không bay là biển đó. Khả năng. Câu nữa này.
Em nợ cái câu là câu nào đó hả? Và đây là cây cầu mà mình đã nói như ban đầu. Là một cây cầu nổi tiếng, được rất nhiều phim cổ trang lựa chọn đưa vào màn ảnh. Ôi mùa lúa bên đây đẹp lắm lắm ơi. Lúc sáng là đẹp rồi, bởi vì lúc sáng là ăn hưởng lên đến đi. Cố đi. Đi đưa dao vơ này cho tái hạn được đó. Thằng lẹ em tới nắng bố lên đắng chóc nữa. Bố mày đưa đi ăn đắng á chứ. Mày đưa đi ăn đắng có mén à. Để mày lâm nha. Chỗ là ông hỏi mình cái giờ mà lên có đặt trước chưa kìa. Bình thường mà mình nói đặt trước là nhà nhấn.